Dạ em xin chào anh chị đã quay lại kênh Bất Động Sản Đất Việt ngày hôm nay. Hôm nay chính chủ có gửi anh em một cái căn nhà vườn nha anh chị. Chủ đang ở luôn. Cô chú thì muốn về con trai ở nên đành bán anh chị ha. Tâm huyết của cô chú ở đây rất là lâu năm rồi. Căn nhà vườn mình á có thổ cư là 178 mét vuông nha anh chị. Còn lại là đất cây lâu năm nha. Lên tổng diện tích đất vườn của mình đó là 611 mét vuông. Với ngang là 17,6, chiều sâu là 39,5 nha. Còn bên tay phải mình á chiều sâu ngắn hơn là 38,7 anh chị ha. Đặc biệt á ở phía sau cái căn nhà vườn của mình đó chị là nở hậu ra là 21,5. Đó, mua nhà mua đất nở hậu rất là ngon lành anh chị ha. Và cái có thổ cư sẵn là chị mình rất là yên tâm. Ở đây thì là đường nhựa quyện lộ 34 anh chị ha. Đó, mình đi thẳng đường này là về chợ Sò Hộp nè, rồi về thành phố Mỹ Tho là đi hướng này anh chị ha. Ở đây về chợ Sò Hộp anh chị là tầm khoảng là 3 cây số anh chị ha. Ở đó thì có trường học, ủy ban, trạm y tế luôn. Còn ở đây có một cái trà tạm nằm ở đường quyện lộ 35, là 2 cây số anh chị ha. Ở chỗ này thì chợ tạm thì bán không đầy đủ bằng chợ Sò Hộp anh chị ha. Còn đây thì cái chợ Bình Đức, khu công nghiệp Bình Đức anh chị, làm chạy xe khoảng là 13 phút là tới chị nha. Địa chỉ cái căn nhà vườn của mình là ở ấp Long Bình B, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha. Đây thì có đèn đường chị ha, điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết anh chị. Còn cái hướng ngược lại đường nhựa quyện lộ 34 này á thì mình liên thông đường này thẳng về thành phố Mỹ Tho cũng được, nhưng mà đường này xa hơn. Đây về thành phố Mỹ Tho là 9 km nha anh chị. Còn cách thành phố Hồ Chí Minh tính từ bến xe miền Tây á là 64 km nha. Mình chạy đường này khoảng tầm 2 cây số là đụng tới trại gắn Đồng Tâm cổng chính anh chị ha. Hướng này là về chợ Bình Đức cũng được nè, rồi về khu công nghiệp Bình Đức anh chị ha. Nay em có nói thì về đây không có việc làm, đi ra khu công nghiệp làm rất là gần. Rồi ở đây thì đi chợ thì có đi chợ tạm 2 cây số, còn nếu không thì đi chợ Sò Hộp và chợ Bình Đức anh chị ha. Hiện tại thì lúc trước là sổ đỏ chị, cô với chú đã đo đạt rồi, hiện tại là đang là sổ hồng nên mình có thể mình thương lượng anh chị, mình ra công chứng trong ngày luôn, rất là tiện lợi nha, không cần đợi chờ đo đạt hay là đợi có mình vẽ mình ra công chứng nha anh chị ha. Căn nhà vườn mình á cách đường nhựa này chỉ có là 50 mét thôi, rất là gần luôn chị. Đó, mình sẽ đi vô cái hẻm này. Cái đường đan này là đường đan xe đạp, xe máy, xe ba gác chạy thôi nha. Nhưng được cái gần đường nhựa có 50 mét thôi, đi thẳng vô là tới liền chị. Đường công cộng, đường thông nha anh chị. Rồi em xin mời chị ha, em sẽ đi bộ từ từ vô để mình tham quan đường xá về hàng xóm nha anh chị. Ngoài đây tầm khoảng là 2,5 mét, vô trong thì nó hẹp lại còn có 2 mét anh chị ha. Ở đây thì tẻ rất là nhiều hướng anh chị, như là anh chị ra hướng về đường quyện lộ 35 cũng được nè, rồi anh chị về thành phố Mỹ Tho nè, về thành phố Hồ Chí Minh á, ra quốc lộ A rồi anh chị ha. Từ cái căn nhà vườn mình á chạy ra quốc lộ 1A là khoảng tầm 15 phút anh chị ha. Rồi mình đã tới vị trí cái căn nhà vườn anh chị ha, để em chỉ ranh giới cho cô chú anh chị nắm rõ nha. Đây cái nhà bước là tới rất là gần luôn. Tại đang quay mưa trưa mà gió ù ù mát rồi anh chị, cái mít không bị ồ, cô chú cũng không cảm nha, gió mạnh quá anh chị ha. Đây ta đi thẳng đường này nè, ta lại ra đường đan thì xong ra đường quyện lộ 35, còn nếu không á thì mình đi chạy chỗ theo cái chiều sâu bên tay trái mình anh chị. Mình hai mặt tiền anh chị ha, mặt tiền bên tay trái mình cũng là đường đá xanh xe máy luôn nha. Đó, mình được hai mặt tiền rất là thông thoáng anh chị ha. Cũng liên thông ra đường đan khác luôn. Trước tiên em sẽ chỉ chiều sâu bên tay phải trước, em sẽ qua bên tay trái nha anh chị.
Đây. Đây là chiều sâu bên ta phải nè chị. Có trụ bê tông chị ha, ngay cái cổng mình nè. Đó. Ngay cổng này chiều sâu bên ta phải nè. Đó, qua bên tay trái mình là 17,6 nha chị. Cái cổng thì chị thấy rất là rõ đây, chủ làm to đùng mà. Đó, hai cánh. Đó, một cánh là 1,5 m, hai cánh này là tầm là 3 m, cái cổng 3 m rộng rãi thông thoáng nha. Xe ô tô thì không vô được, chỉ có xe máy, xe ba gác thôi chị nha. Cọp cổng thì chủ cũng ốp gạch rất là sạch sẽ luôn chị ha. Trước thì kéo lưới B40. Đó, và xây gạch lên đây là khoảng là nửa mét nha anh chị. Ở trước đây là có một cái đường nước công cộng anh chị. Đây. Ốp xíu à, tầm nửa mét thôi chị ha. Nào qua bên đây nè chị. Đây có hàng rào chị thấy không? Ừ. Có hàng rào. Đó. Đây là chiều sâu bên tay trái chị ha, có đường để xanh, xe máy, xe đạp chạy ha. Bên trong đây là còn rất là nhiều hộ dân nha chị ha. Đó, sớm mình đây, quay cam xem nè. Quay thấp anh chị thấy không rõ tại mấy cây nó che khuất cái nhà chị ha. Đó, nhà nào nấy to đông mà. Về quê ở là thông thoáng mát mẻ luôn chị ơi. Đó, đường nước công cộng nè, theo nè. Thẳng ra cái kinh lớn anh chị ha. Rồi, để em quay cái mặt tiền căn nhà vườn mình xem ha, rồi em sẽ đi vô bên trong căn nhà nha anh chị. Đây chị không, đối diện căn nhà vườn mình đây là một cái vườn vú sữa, vườn dừa rất là đẹp luôn. Căn nhà vườn của mình á chị thì không màu mã, không có vướng dây điện cao thế gì hết anh chị, xung quanh cũng không có luôn nha. Đó, mình có hàng rào ranh giới rõ ràng hết rồi, mua mình rất là yên tâm anh chị ha. Có thổ cư sẵn luôn, 178 mét vuông nha. Rồi em sẽ đi lại cái cổng, rồi em sẽ đi vô bên trong căn nhà chị ha. Cái đường nãy mình đi bỏ vô nó chị, cách đường huyện lộ 34 là 50 mét thôi, rất là gần luôn. Trước cổng mình đây, chủ đổ bê tông rộng rãi thông thoáng để xe ra vô cho thoải mái vậy không. Đây, chỗ đổ có bê tông khoảng 3 mét à, đi vô cái sân này chị rất là thông thoáng luôn. Giá thì gia chủ ký gửi giá bán á, là 1 tỷ 400 triệu nha anh chị, sở hữu một căn nhà vườn và một số rau, có vài cây trái thôi, không có nhiều anh chị ha. Được cái là không gian nhà rộng thông thoáng, nhà cấp 4, xây dựng lâu rồi nhưng mà gia chủ đang ở nha anh chị. Ở trước sân anh chị không, chủ làm máy tiền chế nè, thì cũng lót gạch rồi. Bên trong thì cũng lót nền, rồi trước nhà là chủ cũng ốp gạch lên tới trần luôn, còn bên trong nhà là đi bê anh chị ha. Anh chị thắc mắc bên tay phải mình đúng không? Hả? Miếng đất là giống như là trong không gian căn nhà mình anh chị đúng không? Đó là đúng chính xác đó chị, nhưng mà ra phần này nè. Đất này là chủ đã bán rồi, lúc trước gạch tiền anh chị ha, cho đứa con đi học á, bán rồi. Nên anh chị thấy nó giống nhau luôn tồn. Nên cái phần hàng rào của mình đây. Đó, mình về kéo hàng rào lại anh chị ha. Thẳng theo cái tay em nè chị ha. Cách khoảng là 10 mét có trụ bê tông chị, thẳng ra phía sau luôn. Đây là chiều sâu bên tay phải anh chị ha. Về làm kéo con gà ranh giới lại, tại bên đây đã bán rồi, thời điểm trước đã bán cho mấy đứa con đi học rồi chị ha. Ok, đây là không gian cái sân mình đây, rộng mênh mông luôn chị. Ở đây thì chủ cũng chừa ra một số như là đất trống á, đây để trồng như là rau mùng tơ nè, bông nè, rồi cải nè, rau thơm nè. Đó, một số rau để nó có chua nè, chiên ngò nè chị, rau thơm nè chị ha, rồi có chanh nữa nè. Còn cây này cây là cây vú sữa hoàng kim không cô, này vú sữa màu vàng vàng không cô, này lỗ mới nè, vú sữa loại mà trái vàng vàng á chị ha. Đây rau mồng tơi trồng rất là nhiều luôn đó. Rồi rau dền nữa nè, rất là nhiều rau chị, như là môn rồi rau muống đầy đủ á chị ha. Này cô chú trồng cho mình định dùng á chị, không có mua ngoài chợ, để trồng rau sạch để dùng trong gia đình. Này chanh đây, đây còn không gian rộng ở bên tay trái chị ha, đất nè nó tầm còn khoảng chục mét là chị, rất là rộng luôn. Ở về chị có thể mình xây được một căn nhà ở bên tay trái nữa nha, tại bên tay phải mình chủ cất một bên này, còn một bên đây còn rất rất là rộng. Đó, chị thấy là không gian quá yên tĩnh luôn.
Chanh thì đang có trái chị ha, cây nào cũng có trái hết chị nha. Đây. Chanh được khoảng là 7-8 cây anh chị. Rồi tới ha. Cây vú sữa, mít, cóc, đó, một số rau để dùng trong gia đình. Đây có một cái mương nha chị ha. Đây, cái mương của mình nè. Đó, cái rào. Đó là chiều sâu bên trái có đường trong cọc đá xanh nè. Đó, cái mương này anh chị về mình lắp luôn anh chị. Nó sạch sẽ chị ha. Đó. Nhiều lúc mình gia đình mình đông con ấy, muốn ra riêng ấy, thì mình xây thêm được một căn nhà ở đây, lắp cái mương này luôn anh chị nha. Rồi em sẽ đi vô bên trong cái căn nhà mình tham quan, em sẽ ra cái ranh giới cuối cùng luôn để em chỉ ranh giới cho cô chú và anh chị mình nắm rõ ha. Cành trái rất là sai luôn anh chị. Đây là bên hông chiều sâu đất và căn nhà bên tay phải nha chị ha. Đó, đây cốc, rồi phía sau có trồng như là lan nè, rồi dàn mướp nè, đầy đủ hết rồi chị. Tủ cũng thiết kế một cái bồn mà bằng nhựa anh chị ha, nó hứng nước đó chị, để nhiều lúc cúp điện cúp nước á mình sử dụng trong cái bồn nước đó chị nha. Rồi em sẽ đi vô bên trong căn nhà mình tham quan, rồi em sẽ ra cái ranh cuối cùng chỉ cho cô chú anh chị mình nắm rõ luôn ha. Rồi em xin mời chị ha. Đây, cái sân mình đây gắn máy tiết chế này, rất là cao, rất là thoáng luôn. Đó, gió thổi hiu hiu mát mẻ chị ha. Đó. Đây trước chị thấy không, rất là rõ đây, chủ ốp gạch lên tới trần luôn. Căn nhà thì cấp 4 mà xây lâu rồi, nhưng mà có cái chủ làm rất là kiên cố, rất là kỹ anh chị ha. Dạ chào chú. Đây thì bên trong đây. Đó, tại nhà lâu rồi chủ có sửa lại xíu nên mới tinh anh chị ha. Toàn bộ bên trong căn nhà chị chủ đã đóng là không hết anh chị ha. Cột nhà đây là cột bằng gỗ anh chị ha, gỗ này rất là lâu năm chị thấy biết đây. Đó, lâu năm không có mục luôn, không có mối ăn luôn chị ha. Đây là một cái chỗ không gian phòng khách rộng rãi thông thoáng ha. Căn nhà này thì dành cho những cô chú nào lớn tuổi á, muốn về quê nghỉ dưỡng ha. Có một cái không gian căn nhà giường mà rộng rãi thông thoáng nha chị ha. Đó, đây là bên trong phòng ngủ. Để em bắt cái đèn cho sáng nha. Rồi cúp điện nha chị nha. Đó, thì cái nãy em thấy đi ngoài đường thấy được tổ đường huyện lộ á, thì mấy điện lực đó chị đang làm ha. Đó, cúp điện này nó có thui à. Đây có cửa sổ nè, nó sáng nè chị. Là phòng thứ hai. Phòng thì đơn giản thôi, vừa phải thôi, không có lớn mấy chị ha. Đó, phòng này thì có cửa sổ nên nó sáng trưng à. Trong phòng ngủ cũng đóng là không hết anh chị nha. Còn kế với đây là không gian bếp nấu ăn của gia đình ha. Qua trời rộng luôn, đây bếp ăn rộng mênh mông luôn chị. Mình về mình thiết kế cái cửa nhôm dưới chỗ để nồi ơ chén bát dưới nè cho nó gọn gàng anh chị ha. Trên thì chủ cũng thiết kế cái tủ bằng nhôm để chén bát trên cho không có bụi bặm anh chị. Đó. Đây thì chỗ rửa chén bát rồi có cái kệ bằng inox mình rửa mình úp đây luôn cho nó gọn gàng, đó nó gọn nước anh chị ha. Đây không gian bếp này chị thấy không, quá rộng rãi thông thoáng luôn, để bàn tròn bàn cơm bàn dài anh chị ăn cơm á, rộng rãi thông thoáng ha. Không gian bếp cũng ốp gạch lên tới trần luôn chị thấy không. Đó, phía sau làm rất là kỹ và đóng lò phong luôn anh chị. Ở đây thì chủ làm thêm một cái phòng ở phía sau đối diện bếp đó nè. Nó tổng cộng là được 3 phòng anh chị ha. Phòng này đơn giản thôi. Ở đây nhà tắm, nhà vệ sinh là riêng biệt nha anh chị. Đó, đây là nhà tắm, nhà vệ sinh, bên hông đây. Đây là nhà vệ sinh. Đó, lót nền, lót gạch lên tới cao là 3 mét nha anh chị. Còn đây là nhà tắm, rộng rãi thông thoáng luôn. Đó. Để quay kỹ mình xem nè. Nhà tắm đây.
Đằng đây có một cái không gian rộng để mình để máy giặt, để quần áo nha anh chị ha. Rồi em xin mời chị ha, em sẽ chỉ cái ranh giới cuối cùng cho cô chú anh chị mình nắm rõ nha. Thì sau đây chủ là một mét tiền chế ra tầm khoảng là 6 mét, à rất là cao, rất là thoáng luôn chị ha. Nên phía sau đây là rất là mát mẻ luôn. Đây, đây là không gian phía sau nè chị thấy không? Ở đây thì chủ cũng đổ bê tông nè, rất là sạch sẽ nè. Ở phía sau đây để mình có chỗ mình để quần áo nè, khô chị mình kéo vào đây. Đó. Cái chỗ cái xào đồ chị. Rồi đây có một cái sàn nước rộng rãi thông thoáng để mình rửa nồi ơi vào đây cho nó rộng rãi thông thoáng. Mình rửa xong mình úp luôn chị ha. Còn bên trong là mình rửa chén bát chị ha. Đây. Đó. Thì cái chỗ đứng này chị ha. Có trụ chị không? Chiều sâu bên ta phải chị ha. Đó có cái trụ khoảng là 2 mét đó chị. Cáp ganh anh chị ha. Đó có là phía sau ranh giới chiều sâu bên ta phải mình chị ha. Đó mình dèm kéo hàng rào lại anh chị ha. Tại cái phần đất bên ta phải thì chủ đã bán rồi. Đó, bán là lâu rồi. Đây. Ranh giới gọn gàng hết rồi, có sổ hồng sẵn luôn rồi. Đây là chiều sâu bên ta phải nha. Đó, cáp ganh với nhà hàng sớm. Đó, thẳng bên kia. Trước ở đây thì có cái căn nhà cấp 4 đây nè, dạng cái nhà giống nhà tắm á chị, đập bỏ rồi nên ở đây là một cái không gian rộng trống trải chị ha. Đây là không gian phía sau căn nhà. Rồi để đem tạm dừng video ha. Quý hàng cô chú nào quan tâm cái căn nhà giường nằm ở xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với số thoại màn hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi một lần nữa nha, là 1 tỷ 400 triệu nha chị. Sở hữu một căn nhà rộng rãi thông thoáng, mua nhà mà dư được miếng đất luôn, có thể mình xây cho con cái mình được một căn nhà nữa anh chị ha. Đó, có đường nước công cộng ở trước luôn anh chị ha. Đó, trồng rất là nhiều loại rau luôn để mình dùng trong gia đình, không cần mua ngoài luôn. À, có một số cây trái chị ha, xung quanh nhà mình có thổ cư sẵn luôn chị, là 178 m² chị ha. Trên tổng diện tích cái căn nhà giường của mình là 611 m², sổ hồng sẵn công chứng trong ngày nha chị. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like, một chia sẻ, một nút đăng ký đồng hành để tương tác với em, để em có động lực về những video mới tiền đất và nhà, giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chủ ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào ạ.